Cảnh báo vừa rồi của cơ quan khí tượng cũng cho thấy khu vực này chuẩn bị bước vào mùa mưa lũ với những trận lũ quét và sạt lở đất bất ngờ. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn rất nhiều hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm mà chưa được di rời. Để hạn chế tối đa thiệt hại, hiện các địa phương đang tập trung mọi biện pháp để nhanh chóng di rời người dân đến nơi an toàn, ghi nhận tại tỉnh Tuyên Quang. Đây đã từng là nơi ăn trốn ở của gia đình anh Nông Văn Vương ở xã Bạch Sa, huyện Hàm Yên. Sau nhiều lần đá lăn, đất sụt, anh đã làm đơn xin di rời đến nơi ở mới. Hiện anh Vương đã xây dựng được ngôi nhà khang trang có diện tích 120m². Cuộc sống nơi ở mới đã dần ổn định. Hiện tại tôi sang nhà mới này là tôi không phải lo lắng gì vấn đề về đá lăn. Tôi ăn ngon lắm, ngủ cũng yên bởi vì là không lo lắng vấn đề gì cả. Tương tự, gia đình ông Nguyễn Văn Miều ở thôn cạnh bên cũng được chính quyền tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để rời khỏi ngôi nhà sàn nằm ngay lưng chừng đồi này. Mới làm đây từ mấy hôm đấy mà, về đàng rồi. Chuyện là đi xe máy là từ bái đi con cháu đi hậu dễ rồi. Năm 2016, huyện Hàm Yên có 24 gia đình nằm trong diện cần phải di rời với kinh phí hỗ trợ 480 triệu đồng. Đến nay, đã có 6 hộ hoàn thành việc di rời. Các gia đình còn lại đang trong thời gian thực hiện. Ngay trước mùa mưa bão, huyện đã nhanh chóng thẩm định và triển khai thực hiện gấp rút, tạo mọi điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ các hộ phải di chuyển đến nơi ở mới an toàn. Xã đã xây dựng kế hoạch giao cho cán bộ phụ trách thôn cùng với thôn rà soát các cái hộ trong cái diện nguy hiểm trên địa bàn xã. Và chỉ là năm 2016 là xã có 4 hộ được cái diện được di rời. Xã làm tờ trình đề nghị phòng nông nghiệp, ủy ban huyện xem xét. Bên cạnh đó là phòng nông nghiệp cũng cử cán bộ lên cùng với xã đi rà soát lại một lần nữa. Thì cho đến thời điểm tháng 6 này thì xã đã di rời được 3 hộ trên 4 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm. Theo Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang, năm 2016, tỉnh Tuyên Quang có kế hoạch hỗ trợ di rời 102 hộ ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã thực hiện di rời được gần 57% số hộ nằm trong kế hoạch. Chi cục Phát triển Nông thôn đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp Phát triển thôn báo cáo ủy ban tỉnh có các giải pháp chỉ đạo các huyện, thành phố và đặc biệt là các huyện, thành phố sẽ chỉ đạo các xã tổ chức các giải pháp di chuyển dân. Thứ nhất là rà soát lại toàn bộ hộ trong cái vùng đối tượng. Thứ hai là các cái xác định cái quỹ đất cho người dân để thực hiện di chuyển. Đồng thời là những cái đối tượng mà chưa kịp di chuyển thì phải có giải pháp để phòng tránh khi có thiên tai xảy ra. Trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn cho những người dân sống tại vùng có nguy cơ nguy hiểm mỗi khi gặp thiên tai. Từ năm 2011 đến 2015, tỉnh đã hỗ trợ di rời được 1.500 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm. Sau khi về nơi ở mới, các hộ này yên tâm lao động sản xuất, đời sống ngày càng được ổn định. Một mùa mưa lũ mới đã bắt đầu, nhưng sự lo âu thường thấy với những hộ dân này đã không còn.